này là X 0000, X tiểu học thôi. Devil Wear Prada. Yêu nữ xài hàng hiệu. Trời ơi, hàng hiệu nào anh? Lúc mua nhiêu tiền? Lúc mua là 9 triệu. Hello. Chào mọi người đã quay trở lại với S Channel. Và đây là số lục túi Gen Z. Và mình sẽ được lục túi Nhi Tăng. Tôi không còn biết là số trước anh Hoàng đã lục túi ai. Nhưng tôi sẽ là người con gái cuối cùng trong cuộc đời của anh ấy. Rồi, đưa túi đây. Thì đây là một chiếc túi này đọc sao em? Telfar hả? Telfar. Dạ. Yeah. Cái túi quốc dân của các hot teen ở bây giờ ha. Em Nhi mua màu trắng, một là một quyết định rất là táo bạo. Dạ đúng rồi, chính xác là nó vừa hay. Tại cái này xài màu đen là không muốn xài giống như ok. Chung. Dạ rồi. Giá cái túi này là X0000, X tiểu học thôi. Nửa tháng lương của Nhi Tăng. Thôi đừng có nói như vậy. Có nửa tháng lương thôi. Thì ai biết lương Nhi Tăng bao nhiêu đâu đúng không? Bà đâu biết. Hành tiền người, nó giỡn rồi. Tiền. Trời ơi, mà cái cà holder này là còn mắc hơn cái túi nữa nha. Thôi, khiêm tốn thôi. Khiêm tốn thôi, đắt cũng gần bằng cái túi luôn. Một cái cà holder của YSL nha, cũng rất là đẹp nha. Coi luôn nha. Đầu tiên là có căn cước công dân của em Nhi này, coi có xinh không nào? Xinh. Được hả? Rất hiểu. Xinh. Hai cái thẻ ATM. Em một cái thẻ để nhận lương của anh Huy, một cái là lương của hành tinh. À. Đây là thẻ tiết điểm của Nói Mi làm. Nói Mi. À, thẻ sinh viên. Cũng xinh luôn mọi người. Ê, thế tóc đen cũng đẹp quá ha. Thế này em tự làm á mọi người. Hot girl ảnh thẻ. Cái này là lúc mà đợt đang là dịch cho nên là không có đi chụp hình thẻ được. Nên là sinh viên có quyền tự nộp. May ha. Tự mà. Em photoshop tới một chuyện mọi người. Ghép cái áo, cái đầu, cái tóc, người khác hết trừ cái ngũ quan là em thôi. Còn nguyên cái hình này là người ta thôi. Tôi thử hàng nhất là cái hình này. Cái lông mày cũng chỉnh xinh xinh. Rồi đây là một cái pin dự phòng của Bahamas. Cái này chắc chắn là mua theo anh Duy luôn. Mày dùng được không? Được, dịu nha, dễ thương mà dịu nữa. Để ấn nút nữa hả? Đúng rồi, em thích vậy hơn, để nó không có bị bỏ vô túi thì nó dính vô thì nó tự xài. Đâu có sạc đâu em. Từ từ. Không có sạc. Em đừng nói gì được. À sao rồi. À nhận mắt sếp luôn nha mọi người. Đó nha, đó đang sạc đó. Ok nha, xin nha. Thôi, xin thôi chứ không xin. Rồi nước rửa tay, cái này chắc từ hồi dịch tới bây giờ vẫn còn xài ha. Tại vì em mua quá nhiều nên là cảm thấy giờ này nó bị phung phí nên quyết định là em phải xài đến khi nào cái này nó cạn luôn thì mới đổi chứ. Anh không có xài cái này, xài nó bị khô tay á, bị lóc da luôn á. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà nó thơm, kiểu như mình nhìn khi mình xịt cho nó thơm. Mình cảm thấy nó sạch nó thật. Rồi AirPod cái son của YSL luôn. Ủa không có khắc tên hả? Nè có. Dạ. Nhi Tăng, cái này mới đúng không? Cái này mới đúng không? Cái này thì ai cũng có nha. Anh thấy mọi người hay kẹp đây nè. Ồ, con này là gì em? Đúng rồi anh. Em là một con người dễ bị buồn ngủ, dễ bị nhức đầu, dễ bị say chóng mặt. Trời ơi, nhưng mà sao nó màu hồng mà nó vẫn mùi bạc hà, không có mùi dâu, mùi riết gì á. Thôi, mùi này nó mới thức tỉnh được. Em nói thích cái loại này là dạng double nè. Hay gì một cái lỗ mũi để một bên. Hai cái lỗ mũi. Em có nhiều học bài mà không có tay cầm á. Này cái này lạ nha, cái này là một cái tip của Nhi Tăng nha, là mang hít mũi ở trên người nha. Anh thấy bây giờ rất ít Gen Z chúng này. Cái này người anh thấy dùng gần đây nhất là ông bà của anh á. Rồi một cái nước hoa của Jo Malone, mùi sắc màu. Đâu mùi này thơm mà. Mùi giống mùi của mấy cái đồ dùng học tập của con nít á. Cái bút của Muji nha, bút Muji viết thích thật nha. Một cái son nữa. Cái son nữa của Hera. Cái này là son màu, cái này son bóng. Rồi một cái hít mũi nữa mọi người ơi. Cái dầu anh ơi. Với những cái cường độ mà nó mạnh hơn, kiểu bây giờ hít quá cho hít rồi mà không tỉnh, lấy dầu chế cho mũi luôn cho tỉnh. Trời đúng hả? Đây là gì, routine của người gốc Tàu, không có thể nào mà thoát được nè. Dior Lip Glow, giờ Dior Lip Bad Better đúng không? Đây là son dưỡng thôi. Rồi. Son dưỡng thôi. À cái gì đây? Con vịt. Con vịt này của anh mà. Mới chôm nãy bỏ vô. Để cho anh cảm thấy thân thương vậy. À, cái này xăm mới xin cho Đà Lạt qua. Ở được được mới đi được mà. Được. À, hôm qua xin hỏi chuyện công việc, xin ra được trung tâm nên là thôi cũng chậm vía. Trung tâm là gì? Bình trung tâm tức là giữa tầm. Ê, anh tìm thấy cái bông tai của em mà cái khuyên mũi của em nè. Đâu có đâu. Mình cái này là đem theo để hở, ví dụ có rớt thì đeo, với lại điện thoại á, kiểu khe sim á, chọc sim. À lấy cái bông tai để chọc sim rồi, sao túi rất dơ. Chưa hết. Rồi tiếp đi. Rồi, điện thoại đúng là một cái vật dụng không thể nào thiếu đúng không ạ? Rồi, cái túi này nó cũng không có nhiều đâu. Rồi, tiếp theo đây là cái cây này cũng là cây búa rồi. Cây này là nhỏ gọn. Cái này là lightstick. Không, cái này thật ra nó có hai nhiều công dụng lắm. Này là cái mỏ bên này nè, có cái đầu bên này nữa. Cái này để dành cho đi ra ngoài đường mà ai mà kiểu hay nó xấu mà hay kỳ thị người Hoa được á. Thế nên mình là bị kỳ thị đó. Người ta nói xấu mình thì mình có thể nói cho người ta hiểu là mình không có xấu, chứ mình không có lấy búa để pha người ta. À mình giỡn thôi, cái này cái lightstick. À mấy bạn nào mà kỳ thị người Hoa thì mình nói bạn hiểu, mình không phải là người Trung Quốc, mình là người Hoa thôi nha. Ok. Dịu rồi. Nói chung mà cái túi của em thì nó không được, cái nó nhỏ gọn nhưng mà đựng được cũng nhiều, còn nó lớn luôn nè. À đã đúng
mà mọi người ơi, nó gọn nhẹ thôi. Nó có thể đựng được một cái iPad Pro 11 đó, nhỏ gọn thôi. Và Apple Pencil. Nhà Apple Pencil bàn phím rồi combo rồi đi học rồi đó thì nó cũng tiện lợi rồi thôi. Có gì đâu anh. Rồi, đây một chai body mist. À đây là từ khi mà em xem clip của chị Megan ở trên TikTok thì em rất là thích. Cho nên để ra đường luôn kiểu slay kiểu vậy đó. Giờ lúc nào cũng ra đường mang theo để cho mình thơm mà môi trường mình nó cũng thơm rồi. Chưa. Rồi. Đến đủ chưa? Mệt ghê. Rồi cái túi của em hết đi cả nhà, cái túi nó sạch lắm, không có gì nữa hết trơn. Vậy là túi Nhi Tăng là khoảng 80 triệu nha mọi người. À, không có gì đâu, mấy cái này nhỏ nhỏ thôi, bỏ túi đem hàng ngày mỗi người xách 80 triệu bên người hàng chi cái vai nó càng yếu lệch quá mọi người. Thật sự chứ. Minh Thư Chloe mang đến đây cho anh Quậy Lục là một chiếc túi đến từ nhà mốt Louis Vuitton local brand. Nó tên là Seesaw nha. Cái túi này thì có giá là gần triệu thôi. Đầu tiên là một cái cặp tóc màu xanh. Cặp tóc này nhá, em có một bộ sưu tập đủ các thể loại hoa, từ hoa lan cho tới hoa này, đủ màu luôn. Cặp tóc này là đâu ra em mua hay là đâu ra? Lên Shopee ạ. Dở, con lên được trai cho. Trời ơi, sao trai có cặp tóc mà cho, chứng tỏ là từ người khác, từ đứa khác. Nó tất cả đồ nó con trai cho. Rồi, tiếp đây theo. Kính dâm. Prada. Devil wear Prada. Yêu nữ xài hàng hiệu. Trời ơi, hàng hiệu nào anh? Không, cái mắt của mình đúng không thì cần phải để đeo những thứ nó chất lượng một tí để bảo vệ đôi mắt ta đi vừa ngoài nắng chói chang này của Sài Gòn phải không ạ? Rồi em có câu chuyện nào liên quan tới cái mắt kính này không? Dạ không. Có câu chuyện này thì ai cho? Em thích thì em mua. Ai cho? Em mua. Thôi đi. À cái này là collagen. Hôm trước hôm qua vừa đi du lịch Đà Lạt với chị Giang về, chị Giang cho. Thế là thấy xịn quá, mấy chị em uống một nửa còn lại để hôm nay uống nốt. Trời ơi, mỗi ngày phải uống một ống, sao lại chưa một nửa vậy? Chị Giang bảo là uống vun ống nó nóng lắm. Đúng rồi, hai nửa ống thôi. Chưa đến tuổi 25 nhưng mà nên sử dụng collagen dần đi nhá. Uống cái này cũng ngon nha mọi người, mình đập đá mình uống cũng được lắm. Cái gì? Không, thật sự là đập đá uống chắc cũng được á. Đập đá uống cũng được hả? Rồi tiếp theo một cái lượt. Ê, đây là cái lượt quét ha, rất là đắt tiền. Trời ơi, giới trẻ bây giờ bỏ tiền ra mua một cái lượt trị giá 200-300. Trong khi cái lượt đó mình vô khách sạn á mọi người, mình chôn là được rồi. Đây em kể cho anh nghe nhá, chắc là khách sạn miễn phí thì anh sẽ trả những cái bộ tóc bình thường, cái bộ tóc mà nó không rối, không nối, không sơ. Ví dụ như bộ tóc vừa tẩy còn vừa nối của em mà sử dụng cái lược đấy thì em nghĩ là cái ngày em hói không còn xa. Cái lược 300 này để trả bộ tóc 7 triệu nha. Một chiếc card holder của Yếu Sinh Lý. Cái này lâu lắm, em sử dụng 3-4 năm rồi. Mà da nó ra, nó cũng chắc hết dần rồi này. Nó chảy viền rồi nè. Nó chảy rồi. Mà da vẫn sờ rất là thích nha mọi người. Ừ, rất là thích. Ê, bữa anh cũng xích qua Thái mua cái này ở Duty Free á. Xong mà hả, cái cô ở YSL á, cổ hơi không? Mày nít nồi ha, vô đây mua được cái gì? Chắc mua được ba cái này, anh biết anh qua anh mua, anh qua Balenciaga anh mua. Thì đúng mà, mình mua được cái rẻ nhất của cái hàng. Đúng rồi, rẻ nhất rồi đó. Rẻ nhất, nhất nhất luôn. Thế anh mua được Balenciaga chưa? Mua rồi. Anh xịn quá. Hồi em mua là 3-4 năm trước. Rồi, một cái hộp phấn của Focalua, bách của bạn. Đi sang nhà thấy cái hộp phấn đang thiếu thì lấy luôn. Rẻ lắm. Rẻ, cái này rẻ à. Rồi, tiếp theo. Ôi, anh thấy cái túi bé này mình được nhiều không? Rất rất là nhiều nha. Bụng ấp trời. Không đáy luôn á. Túi ba gang luôn á, thiệt á. Kem dưỡng tay. No, you get me wrong. No. Chứ là gì? This is perfume. Nước hoa hả? The right perfume. Thích quá vậy. Anh hôm nay tính mua đây nè. Nhưng mà nó nhìn hay không? Nhìn như một cái tuyết kem dưỡng hả? Ôi thơm quá. Theo hãng mô tả thì đây là gọi là mùi da thịt. Cái của Addict của một bên Hàn Quốc. Nhìn là biết Hàn Quốc rất là thích kiểu bôi bôi chét chét dưỡng dưỡng như thế này. Nhưng mà nhìn nó cũng xinh ha. Đây là một món anh cũng rất là thích. Là em cũng thích. Má hồng. Của Rare Beauty. Trời ơi. Của chị Selena. Hình như là mấy trăm đúng không? Mấy trăm Mấy trăm. Cũng không tin ở mắt. Đây gọi là đỉnh cao của skincare. Đây là kem chống nắng mà em thích nhất. Mặc dù không phải quảng cáo nha, bởi vì brand này không ở Việt Nam, chưa về Việt Nam. Brand này của Hàn. Sắt tay đúng không? Beauty of Johnson thì nghĩa là vẻ đẹp của thời Johnson, được lấy cảm hứng từ những cái nguyên liệu thuần túy nhất của nhà vua thời Johnson. Giá em ơi 300 ạ. Rẻ nha. Kem chống nắng gì là rẻ rồi. Ta cũng có cây này luôn. Son dưỡng Bobbi Brown. Cây bao tiền nhỉ? Cây này 1 triệu. 1 triệu của Bobbi Brown. Mới đặt link trên Instagram. Nên biết cây này 1 triệu nha, rất là mắc nha. Rồi, đây, cô gái đến từ quá khứ. Không biết, nhưng mà có mọi người sao, nhưng mà em là em thích sử dụng tai nghe dây nha. Bởi vì là tai nghe dây nhìn cảm giác của mình trông nó kiểu nó old school ấy anh. Nó đeo dây nghe nhìn trông đúng giờ mình đang nghe nhạc. Đúng rồi. Mình ra một cái vibe là mình đang nghe nhạc đây này. Nè, với lại mình đeo tai nghe dây á, mình không dễ mất. Là không, nó cũng mất bình thường. Nghĩ nhưng sao mà mất đỡ tiếp. Nghĩ sao không mất. Anh biết không, là em dùng AirPods em mất đến thằng thứ ba rồi. Rồi mà một cây son của ba chị em hết rồi. Ê, chính ra nha, cái túi bé bé mà lục được rất là nhiều đồ.
cực kỳ nhiều luôn. Và đồ đa số của em là những cái đồ rất là làm đẹp, làm đẹp kiểu touch up ấy, kiểu kem chống nắng rồi phấn rồi son, đơn giản đấy thôi. Và tổng thiệt hại của chiếc túi này là 48 gần 50 triệu cho chiếc túi của Minh Thư Chloe. Lục túi Kenzy. Sao vậy? Em không biết nhìn máy nào. Lâu lâu hai ba máy nghe hoành tráng hả? Trời ơi, xịn xò quá trời. Rồi, có cái gì mà lục? Túi em đơn giản lắm, chả có gì mà lục hết. Nhìn nhìn có đơn giản không mấy bà? Đơn giản nha. Cũng là đích kích S channel chứ bộ à. Không hả? Không. Không. Giờ trong túi có gì? Mình về nhà nghèo nhà khổ người ta mới thương. Giờ bạn muốn tự đưa ra hay là bạn rồi em tự đưa nha cả nhà ơi. Em hứa em sẽ đưa hết không trừ cái gì. Rồi trong túi mình chắc chắn là một cái điện thoại nha mọi người ơi. iPhone 14 Pro Max đời mới nhất màu tím than mua tại Sephonet. Ở này mua nhiêu tiền? Này đợt đấy mình mua giá là 31 triệu. Đúng rồi, 31 triệu. Á. Còn cái case là cái case là 2 triệu. 2 rồi. Triệu. Cái case là 2 triệu. Sao? Mà tiếp theo cũng không thể thiếu đó là bóp. Thì cái bóp này em đã xài đến đây là cũng được 4 năm rồi. Tại vì em có suy nghĩ là bóp thì không nên đổi đúng không? Có cái suy nghĩ đúng, không? Một phần là bóp thì không nên đổi, với thứ hai cái bóp này cũng mắc nữa. Đụng được không? Đụng được thì bây giờ nó cũng cũ rồi. Nó cũ chì đúng không? Cũ chì. Lúc mua nhiêu tiền? Lúc mua là 9 triệu á. Lúc mua là 9 triệu. 4 năm trước mà có 9 triệu để mua cái bóp. Là lúc đấy là mua, lúc đấy là mua ở ngoài Đồng Khởi luôn. Phải mua Đồng Khởi luôn. Rồi. Là trong đây có nhiêu tiền mặt? Thì trong đây thì có mấy chục thôi, mấy chục lẻ thôi. Cái này là lọc lá đúng không? Lọc bà cho đốc. Lọc lá với đúng thẻ rồi. Đâu đó. Đúng rồi. Có cái thẻ nào đặc biệt không? Có cái thẻ này thì em đã nhiều lần mention rồi, đó là thẻ đen của Vietnam Airlines. Tại ngày xưa đi du học á thì đi nhiều á thì được thẻ đen này. Vậy thôi, còn lại đa số thì sẽ có thẻ tín dụng này. Hai cái thẻ tín dụng lẫn nhau mọi người ơi. Nói chung thẻ tín dụng nghe sang vậy thôi nhưng mà thực ra đấy là mình đang là con nợ của ngân hàng. Hai cái thẻ tập gym của hai trung tâm. Vậy đó. Rồi với lại cả thẻ căn cước công dân cá nhân. Đem thêm một thôi. Lần là vậy thôi ha. Một lần thì em đem sơ sơ vậy thôi. Tiếp theo một vật dụng nữa cũng không thể thiếu được. Mỗi lần này em đi ra ngoài đó chính là chiếc AirPod. Nghe đồ bị mất rồi mà. Cái kia của em là cũ rồi nên em muốn đổi cái mới chứ không có mất. Tức là bây giờ hiện giờ em có hai cái. Đó. AirPod thì mua nhiêu? Cái AirPod này thì mình mua của anh Huy nha mọi người ơi. Thì giá ngoài thị trường hình như đâu tầm khoảng 4 triệu rưỡi 5 triệu gì đó. Thế nhưng mà anh Huy bán lại thì bán rẻ hơn là 4 triệu rưỡi. Em nói anh Huy là em trả anh 4 triệu nha. Mà anh Huy cũng còn nói em. Nói gì? Nói em là chứ có mỗi mấy đồng mà mày còn kỳ kèo với tao. Nhưng mà anh Huy cuối cùng là anh Huy cho trả xuống. Thế sau em hi hi anh bảo là ok. Thế cái này tôi mua là 4 triệu nha. AirPods Pro 2. Bản mới nhất. Một vật dụng tiếp theo cũng không thể thiếu mỗi lần mà mình đi ra ngoài đường đó chính là một chai nước hoa mini nha mọi người ơi. Với một người mà thích cái sự thơm tho sạch sẽ như mình thì không thể thiếu được chai này. Thơm hả? Thơm mùi hồng. Một vật dụng cũng không thể thiếu được mỗi lần mình ra ngoài đường đó chính là xịt thơm miệng nha mọi người ơi. Với một người mà hay đi quay ăn uống như mình thì đây là một vật dụng rất cần thiết. Thôi bây giờ là tôi đã bóc đây là 5 cái đồ cơ bản rồi, bây giờ em sẽ chuyển tiếp để cho chị Thư bóc tiếp nha. Thôi, chị cũng ngại lục đồ của người ta nhưng mà cái cảm giác lục đồ người ta cũng thích hơn người ta tự đưa cho mình coi mấy bà. Đây là cái chị thấy em có một cái thói quen nào đặc biệt là Thi nó rất thích dùng mấy cái quạt giấy như thế này. Thực sự ấy, tại vì chị cũng biết đó, thời tiết ở Sài Gòn nó nóng là một phần, với cả thứ hai nhiều lúc mình cầm cho ngựa cho đẹp vậy thôi, điều vậy thôi. Ngựa nhiều hơn. Que que. Đây, rồi thuốc nè, thuốc ho. Rồi thuốc ho cái này thì ai mà hay ho thuốc thì này biết. Là bụng đúng không? Không không, cũng ho luôn. Ho luôn hả? Rồi này gì nữa ho luôn không? Ho luôn. Ho dữ vậy? Ho luôn nha. Này ho luôn. Ho luôn. Đó, thực ra đây nó là một cụm. Đúng rồi, nó đây. Đây chính là một cụm nha mọi người, nhưng mà mọi người có thể thấy là mình đã uống hết hai cữ rồi nhưng mà còn một cữ thứ ba thì thôi, lúc ấy mình khỏe hơn mình không uống thuốc nữa. Em hơi chỉ thừa giống chị đúng không? Hả? Đúng rồi, em không, thực ra như này, em hơi tâm linh chút xíu. Thì như em là nước, em thì là nước, nhưng mà em thấy là dụ như nếu mà có cái lửa gì đó thì cũng ấy hơn hiểu không? Để mình lạnh quá. Như người ta hay nói là giữ lửa nghề chứ đâu ai người ta nói là giữ nước nghề, đúng không chị? Cho nên là cái lửa này nó tượng trưng cho cái lửa nghề của em trong với công việc. Lúc rồi. Nào lửa nghề của em là cũng cháy phừng phực như này. Nhiều người là người ta có quan niệm là giữ lửa trong người mà người nó là mình thường cũng sẽ có hột quẹt. Đây cây son. Rồi. Ê, có thắt tên. Can hi. Ai tặng nó đi. Rồi Nam Khánh tặng. Tại sao Nam Khánh tặng? Ê, hôm đấy là thằng tốt nghiệp đại học. Chưa liên quan gì nữa. Hãy tặng thêm cây son nước. Rồi thằng có quà không? Không. Cây son nhiêu tiền? Son này á, son này như là mua là 560. 650. 650 đúng không? Đúng không? 650. Và túi Ken Hy. Hết rồi. Chị ơi, đây là tàn tích của cái hào quang á chị ạ. Nó vẫn còn nè, kim tuyến đồ này kia nè. Đó, là tàn tích của hào quang. Đúng rồi đó. Em cũng là cũng giữ trong túi để lưu lại những cái hào quang của em. Rồi và tổng giá trị cái món đồ mà Ken Hy mang đi làm bình thường trong một chiếc túi là khoảng 50 triệu chưa tính tiền cái túi nha mấy bà. Và tổng gia tài các bạn mang ra đường là bao nhiêu một ngày, comment dưới cho tụi mình biết nha. Rồi video tới đây là kết thúc. Nhớ like, share và subscribe channel. Bye bye.